hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được video clip mới nhất được phát sóng vào lúc 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Du lịch giải trí. Vinpearl Resort Nha Trang là khu khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế nằm trong tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng. Được xây dựng trên đảo Hòn Tre, Nha Trang, Vinpearl Resort Nha Trang được ví như một viên ngọc trai lấp lánh gắn trên vương miện của nữ hoàng biển khơi, với kiến trúc đẹp hòa mình cùng thiên nhiên. Du khách đến đây trên tuyến cáp treo vượt biển hoặc cano chuyên dụng. Vinpearl Resort Nha Trang có bãi biển đẹp tự nhiên nhất Nha Trang, cùng hệ thống bể bơi ngoài trời rộng nhất Đông Nam Á. Đến nghỉ dưỡng tại đây, bạn có thể hòa mình vào khung cảnh yên bình của thiên nhiên và cảm nhận sự đẳng cấp và chuyên nghiệp trong từng sản phẩm, dịch vụ.